Sáng ngày 21 tháng 2, đoàn làm phim Kong Skull Island đã có buổi họp báo tại Hà Nội với sự có mặt đầy đủ của các ngôi sao đoàn làm phim, gồm có đạo diễn Jordan Vogt Roberts, nữ diễn viên Brian Larson, tài tử Samuel Jackson và đặc biệt nhất là nam diễn viên Tom Hiddleston. Tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều rất vui và bất ngờ khi buổi họp báo nhận được sự quan tâm của đông đảo phóng viên Việt Nam. Buổi họp báo còn có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Vương Duy Biên và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius. Mở đầu buổi họp báo, ngài Ted Osius chia sẻ rằng ông tin tưởng đoàn làm phim Kong Skull Island sẽ rất ngỡ ngàng với khung cảnh của Việt Nam và nhận được tình cảm nồng ấm và hiếu khách của người dân bản địa. Các ngôi sao của bộ phim cũng cho biết, từ trước khi tới đây họ đã được nghe rất nhiều về vẻ đẹp của Việt Nam và tin tưởng rằng thắng cảnh đặc biệt ở nơi đây sẽ mang tới màu sắc mới lạ cho bộ phim và để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng quốc tế. Trước những lo ngại về việc đoàn làm phim mang quá nhiều thiết bị, đạo cụ quay phim có thể làm ảnh hưởng tới thắng cảnh, di sản của Việt Nam, đạo diễn Vogt Roberts khẳng định. Đoàn làm phim chúng tôi mang tới nhiều thiết bị và nhân sự tới Việt Nam. Việc quan trọng chúng tôi muốn làm là giúp mọi người thấy được cảnh quan và môi trường tuyệt đẹp ở nơi đây và từ đó mong muốn tận mắt tới thăm Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực để không làm ảnh hưởng tới môi trường ở nơi đây. Được biết, đoàn làm phim sẽ bắt đầu bấm máy quay từ ngày 22 tháng 2 tại Ninh Bình. Theo kế hoạch, đoàn sẽ quay tại Việt Nam trong khoảng một tháng tại ba địa điểm chính là Ninh Bình, Hạ Long và Quảng Bình. Một phim trường cũng đã được dựng tại Tràng An để phục vụ cho việc quay phim.